Xin chào tất cả mọi người và rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên video này của kênh Hoa Lan Nông Nghiệp. Kính chúc tất cả mọi người đang xem video có một ngày thật là an lành và hạnh phúc. Và để tiếp nối với video trước thì video này mình sẽ chia sẻ về cách trồng cây lan hồ điệp đã bị thối nhũn và mình đã xử lý và phục hồi lại như thế này. Và mình sẽ đem cây lan hồ điệp này mình sẽ trồng thủy canh. Và phương pháp trồng thủy canh chắc mọi người cũng đã nghe hoặc là đã biết rất là nhiều và có rất là nhiều các trang YouTube hoặc là ở trên mạng cũng đã hướng dẫn về cách trồng thủy canh. Nhưng mà về phương pháp trồng của mình, đây là phương pháp mình chia sẻ riêng, mọi người có thể tham khảo để có thể trồng theo hoặc là xem cho vui cũng được. Và để cố định cây lan hồ điệp trong môi trường nước thì mình sẽ sử dụng một chiếc đũa và đũa của mình là đũa inox. Đặc biệt dùng đũa inox nó sẽ không gây lây nhiễm các loại nấm bệnh. Tại vì lúc trước mình có sử dụng những chiếc đũa bằng tre hoặc là các cái cây như bằng sắt thì nó sẽ làm cho cây sắt nó bị oxy hóa và rỉ sắt và các đầu rễ nó ra nó sẽ bị chết. Và nếu mà sử dụng đũa gỗ thì nó gây cho bị nấm rất là nhiều. Đến khi cây nó đã thuần trong môi trường nước và sinh sôi và phát triển thì mình sẽ lấy cái đũa này ra và tiếp tục trồng cho những cây khác. Và nó rất là tiện. Mình sẽ đo khoảng cách giữa điểm rễ xuống phần đáy bình thủy tinh. Mình không để cho phần rễ nó ngập trong nước mà mình để cách một khoảng từ 3 đến 5 cm. Một khoảng cách vừa đủ giúp cho rễ sau này nó phát triển, nó sẽ đâm xuống nước và nó thuần với môi trường nước. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái đũa ra và cây nó sẽ sinh sống hoàn toàn ở trong môi trường nước, rất là đơn giản. Và mình sẽ dùng phương pháp đó là mình sẽ buộc bằng sợi dây, đừng có buộc quá chặt và sau này nếu mà rút ra thì nó rất là đơn giản. Mọi người đừng có dùng que sắt hoặc là sử dụng các cái dây rút. Vì khi sau mọi người lấy ra nó rất là khó khăn và gây tổn thương cho cây. Và mọi người cũng đã biết thì phương pháp trồng thủy canh thì sẽ trồng hoàn toàn trong nước. Và phương pháp này nó đều có ưu điểm và nhược điểm. Và ưu điểm của phương pháp này đó là mình sẽ không cần phải tưới nữa. Khi mà cây nó đã thuần với môi trường nước thì mình chỉ việc thay nước và để cho cây nó tự sinh sôi và phát triển. Còn về nhược điểm thì nó rất là cầu kỳ. Trong lúc trồng, lúc bắt đầu thì nó rất là khó khăn. Tại vì mình sẽ phải thay nước thường xuyên và phun giữ ẩm cho lá và rễ để giúp cho lá và rễ nó có thể ra được rễ mới. Khi các rễ mới nó đâm xuống nước thì mới thật sự cây nó mới phát triển được trong môi trường đó. Và tiếp theo là khi chăm sóc nó rất là khó khăn. Khi trồng thủy canh thì cây phát triển rất là chậm và hoa nó rất là ít, cây nó nhỏ hơn khi với trồng với giá thể bình thường, cho dù đã sử dụng phân bón hữu cơ hoặc là vô cơ. Nhưng mà phương pháp này nó rất là sạch sẽ và có thể trồng ở trong nhà và để rất là lâu khi cây đã thuần. Và mọi người lưu ý là không có được cho rễ nó đụng trực tiếp vào trong nước mà mình sẽ sử dụng bình phun hoặc là mình sẽ tưới trực tiếp qua rễ như mình đang làm ở trên video. Chỉ cần để cây nó cố định và cách mặt nước khoảng 3-5 cm. Và mỗi ngày mình sẽ phun và tưới giữ ẩm lên cho rễ và lá. Sau khoảng 1 tháng hoặc là 2 tháng khi cây nó ra rễ mới thì các rễ mới nó sẽ tự chui vào trong phần nước như thế này. Đặc biệt mình sẽ phải thay nước mỗi ngày. Ví dụ như khoảng 2 ngày mình sẽ đổ phần nước cũ ra và phương pháp này thường dành cho những cây khỏe mạnh hoặc là đã hồi phục sau khi bị vấn đề về thối nhũn hoặc là có được bộ rễ bình thường. Còn đối với những cây đang bị suy yếu như thế này thì không thể nào sử dụng phương pháp trồng thủy canh được. Và những cây như thế này mình sẽ chia sẻ ở video sau. Đó là mình sẽ đưa nó vào trong môi trường tương tự như nhà kính như mọi người đang thấy đây. Mình sử dụng một chiếc chai như thế này
một chiếc chai nhựa đã bỏ và mình sẽ tái chế nó lại thành như môi trường nhà kính. Mình đưa cây vào trong này và nó rất là thông thoáng bên trong này nhờ lớp bông ở trên, và nó giúp cho cây sinh trưởng ở trong đó cho đến khi cây khỏe mạnh hoàn toàn thì mình mới đem ra trồng được. Và mình sẽ làm video này ở những video tiếp theo, mọi người nhớ chú ý theo dõi nha. Về phương pháp tưới thì mình sẽ tưới phun sương và tưới đều lên trên bộ rễ và lá, giúp tăng độ ẩm cho cây và giúp cho rễ nó sẽ ra các rễ mới. Và đây là chậu lan mình đã trồng bằng phương pháp bán tỉa cành. Các rễ đã ra rất là nhiều và đều hướng xuống phần đáy chậu, tại vì ở phần đáy chậu chứa nước. Và phương pháp này nó giúp cho ra rễ rất là nhanh, tại vì độ ẩm từ ở dưới đáy chậu nó sẽ bốc lên và giúp cho rễ nó sẽ phát triển ra. Và đặc biệt có thể sử dụng thêm các loại chất hữu cơ như là gừng hoặc tỏi. Có thể sử dụng nha đam để kích rễ cho những cây như thế này, hoặc là sử dụng các loại phân bón hóa học. Và phương pháp trồng bán thủy canh như thế này, nó tương tự như phương pháp trồng thủy canh. Mặc dù phương pháp bán thủy canh nó còn có giá thể và rêu để giúp giữ ẩm cho bộ rễ, còn phương pháp thủy canh thì phải tưới thường xuyên lên trên rễ của nó để giúp cho rễ nó phát triển, và sử dụng các chất kích rễ để giúp cho cây mau phát triển. Và nội dung của video về phương pháp trồng thủy canh của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Nhớ nhấn đăng ký để theo dõi thêm khi cây mình là phát triển, mình sẽ đưa lên để mọi người cùng xem.